Cái gì? Chỗ này chích ngừa. Cái mình mua về mình không biết họ chích chưa rồi mình dừng chích nữa được không? Ngày nay ngày mai được chứ để qua ngày thứ ba không được. Ồ Không, sao? nó hỏi mày á. Dạ cái gì? Hỏi gì hỏi hoài gì? Ừ. Ví dụ như mình người ta có chích rồi mình không biết mình về mình chích nữa được. Được. Ảnh hưởng mà. Hai liều không sao liều nữa. Rồi bữa trước bữa sau ha, bữa sau nữa hỏng nó sợ cưng cái chuột. Bên đây cái gì vậy? Đây, công ra ngoài ra đây Ngoài vô ra ngoài vô đây thì tội nghiệp. Kệ giờ sẵn tim tim luôn. Rồi, mấy con này thì chưa chết, chưa chết, không mấy con kia thì chết rồi.